Hoa Ba Trồng chào các bạn một ngày mới mạnh khỏe. Hoa Ba Trồng có hai lô sứ hạt lai cánh kép mà nó nhiều quá, nó chặt chỗ. Hoa Ba Trồng muốn bán bớt, bán hai lô. Cây này rất là lớn nha các bạn, cây này trên 10 phân, nó gần 15 phân, gần 20 phân rồi đó. Đó thì cái này mình bán 20 ngàn một cây. Này củ bự rồi nha các bạn, nè ngón tay cái của mình nè, các bạn thấy ngón tay cái của mình nè, mà nó bự hơn ngón tay cái của mình rồi nhá. Đó các bạn coi đó, nè ngón tay cái của mình nè, các bạn thấy nè, nó mà nó bự hơn ngón tay cái của mình rồi nhá, so nhá. Đây đó, thì nói chung là nó cao cỡ 15 đến 20 phân hết rồi các bạn, rất là cao. Thì mình chia chỉ có hai lô thôi, hai lô mà 200 ngàn một lô nhá. Thì bạn nào có nhu cầu thì lấy về trồng thử chơi chứ biết. Tại vì nó cực là nó cực từ khi nhỏ, chứ còn khi đã chăm lên đây này được 4 tháng rồi nè các bạn. Thì các bạn nếu mà các bạn chăm sóc tốt thì chừng 2 tháng nữa nó sẽ có bông. Đó, mình hôm đó mình chia sẻ các bạn là 6 tháng nó có bông đó. Thì bây giờ là coi như là được 4 tháng rồi đây. Thì mình chăm sóc được 4 tháng rồi đây các bạn. Đó. Thì các bạn thấy nè. Được 4 tháng rồi đó. Củ rất là bự nha các bạn, củ bự lắm rồi. Thì các bạn là thích thì cứ lấy về chăm chơi. Mình thật sự là không phải là nó phân biệt gì hết, nhưng mà thật sự ở tỉnh thì mình chưa có ship lần nào mà mình không biết cái sao. Mà có nhiều bạn ở tỉnh về nói anh có anh kia cho em lô hai lô gì em trồng chơi, mà thật sự mình chưa có ship. Thì thí dụ như mà cái còn dư thì mình ưu tiên cho các bạn ở Sài Gòn trước. Thì các bạn cứ Sài Gòn gần gần đây là cái gì mình ship nó gần, nó cây con nó còn chịu nổi. Ở xa thật sự mình chưa ship lần nào, mình cũng rất là ngại, tại mình đâu có bán chuyên nghiệp. Thì có dư thì mình để lại chia bớt cho các bạn chơi trồng cho nó biết thôi. Chứ còn mình cũng chưa ship, thì nếu mà các bạn mà cái tình cái nghĩa mà cái lòng đam mê mà thích thì mình bắt buộc mình cũng phải ship, mà mình ship. Ví dụ như nó có cái gì đó mà nó đi xa lâu ngày mà nó khô cây hay là nó có bị ấy gì đó thì các bạn cũng phải thông cảm. Thì nói chung là cái đó là ngoài ý muốn, chứ không ai muốn. Thì Hoa Ba Trồng muốn ship cây hoàn chỉnh cho nó đẹp cho các bạn về các bạn trồng chơi vui, chứ không có muốn trục trặc gì xảy ra hết đó. Mà thật sự từ trước đến giờ chưa có ship lần nào, cho nên thí dụ sau này mà các bạn nào mà ở tỉnh xa mà mình có ship nó có trục trặc gì cũng thông cảm. Đó là mình nói với cái sự cố ngoài ý muốn thôi, chứ mình nghĩ chắc không ấy đâu. Tại vì cách đây 3 tháng thì mình cũng có ship cho các anh ngoài Bình Trị Thiên, thì mình cũng điện thoại gì mình nói anh ơi nó có trục trặc gì không, anh kêu rất là tốt, ok. Thì mình ship vô mình đối đầu trong cái thùng rồi bắt đầu cái là mình lót rơm lót đồ, thì nói chung là nó cũng ấy nha. Vậy đây chỉ có hai lô thôi, 200 ngàn một lô, hai lô là cây này rất là lớn nha. Còn là lát nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây 150, một lô 150 thì nó nhỏ hơn nha các bạn. Thì các bạn nào cần thì cứ ship về trồng cho nó vui nha. Thì đây là mình có 4 lô giá 150 này nha các bạn. Đó. Nói chung là củ cũng bự rồi các bạn, chứ không có nhỏ đâu, nhưng mà điều cái là nó sau một tháng, sau cái thằng kia một tháng nha các bạn. Giờ mình có đây 4 lô mình chia bớt để mình chuẩn bị mình ra, để cái số này mình nó quá nhiều đi nè, các bạn thấy nè, nó quá nhiều, bây giờ mình không còn ở chỗ để nữa, nên mình muốn chia bớt cho các bạn, để các bạn về các bạn chăm đi thì mình lấy chỗ mình ra cái con khác nha các bạn. Ở đây là 150 một lô, ở đây mình còn 4 lô nè, 4 lô mình ra bớt cái số này đi rồi để cho nó trống cái chỗ mình, để cho mình ấy nè các bạn. So nè, so cái cây nè đó, cái cây 20 ngàn này so với cái cây 15 ngàn nhé các bạn. Đây đó, các bạn cứ so nè đó, cây 20 chỉ so với cây 15 nha, nó sẽ bự hơn rất là nhiều. Cho nên là cái này là được 3 tháng nha các bạn, cái này là được 4 tháng thì các bạn cứ tính đi đó, cái này là được hơn một tháng rồi nè, hơn một tháng, 1 tháng rưỡi gì đó. Đấy, cái mình không có nhớ, nhưng mà nó lớn hơn mấy thằng này nhiều. Thằng này nó gần thứ 20 phân rồi mà các bạn. Thằng này chừng 10 phân nè, hơn 10 phân, cũng có thể gần được 15-12 phân gì đó. Đó. Nhưng mà được cái là củ rất là bự nha các bạn. Mối lớn mà nó đã lên củ nè các bạn. Nè, các bạn coi nè. Đó, mối lớn mà nó đã lên củ rồi nè các bạn. Thì cái số này thì các bạn về trồng là yên chí rồi, các bạn không có sợ.
nha. Dừa này là trồng là coi như yên chí luôn á, không có sợ này, củ rất là bự nha các bạn. Củ nè, bạn coi củ nè. Củ rất là bự nha các bạn. Nè, các bạn coi nè. Củ bự lắm. Thấy không? Cũng có cây bự cây nhỏ nhưng mà đa số là củ rất là bự nha các bạn. Các bạn coi nè. Củ nè. Được chưa? Nè, còn cây này nó phong tàn dễ thương không các bạn, chặt lá luôn, củ cũng rất là bự các bạn, nè, nó phong tàn. Các bạn coi nè, thấy chưa? Nó phong tàn hết rồi. Bây giờ đây còn 4 lô nha các bạn. Thì các bạn nào cần thì mình ship thôi, chỉ có 4 lô thôi. 4 lô giá 150 với lựa 2 lô dưa 2, còn 2 lô giá 200 đó, 2 lô giá 200 thì nó cao rồi, cao gần 20 phân rồi. Nè các bạn thấy nè, củ rất là bự, bự hơn ngón tay mình nhiều. Nè các bạn thấy ngón tay mình nè. Đó. Mà nó bự hơn nhiều, bự hơn ngón tay lắm, nó bằng chân cái luôn á. Thì buổi sáng mình cũng giới thiệu cho các bạn vài lô cây sứ hạt lai cánh kép, các bạn nào có nhu cầu thì mua về trồng cho nó thỏa niềm đam mê. Nói chung là nó cực, là nó cực từ khi nhỏ thôi, từ khi bắt đầu gieo hạt cho đến khi con, chứ mình đã trồng, mình đã chăm cho các bạn 4 tháng rồi, 3 tháng 4 tháng hết rồi, thì các bạn về các bạn chăm là ok, không có gì trường ấy đâu. Nó cực là cực lúc nhỏ thôi chứ thật sự nó hao hụt nhiều lắm. Ví dụ như mình gieo 100 hạt và đến cái ngày mà bán cho các bạn này cao lắm cũng 30-40 hạt à, 30-40 cây à, chứ không có nhiều đâu, nó hao hụt rất là nhiều. Cho nên là các bạn mình đã trồng cho các bạn được 4 tháng rồi, nếu mà các bạn có nhu cầu về mua về trồng là ok rồi, không có sợ trục trặc gì nữa. Thuốc phân gì là mình đã vô hết rồi, thuốc uống thuốc cũ mình cũng vô rồi, nấm lá mình cũng xịt. Nói chung là phân phí là mình bỏ hết rồi. Thì cái số này nè, mình dặn các bạn về là để 1 tháng sau hãy ra chậu nhé. Tại vì để cho nó ăn hết cái phân này đi cái đã. Với lượng giờ mùa mưa nhiều lắm, ra chậu nhiều nó đắt nhiều, mình sợ nó ủng. Cứ để các bạn ship về, các bạn để chừng 20 ngày cho đến 1 tháng rồi các bạn hãy ra chậu nha. Đừng có ra chậu liền. Ra chậu liền nó không có tốt đâu, tại vì bên trong này nó còn phân thuốc đồ rất là nhiều. Để cho nó xử lý hết cái số này để cho nó bảo đảm cho cây cho nó lớn rồi đã. Về là lớn phà phà luôn á. Nếu mà các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn ship về là ok, khỏi sợ, mình bảo kê luôn. Nó không có bị trục trặc gì hết, nó sợ ở tỉnh thôi. Tại mình cũng chưa ship lần nào, mình cũng ngại thôi, chứ còn dân nó bán chuyên nghiệp thì nó đâu có sợ. Mà mình thì thật sự mình sống vì cái tình. Đã ship là phải ok cho các bạn, về các bạn chăm thì các bạn mới ấy thôi, mới thương mình thôi, chứ con không ấy mà, chứ còn bán mà để một lần để nó lấy được đồng tiền của các bạn thì xong rồi, nó bị trục trặc nữa là mình buồn, mình cũng không thích đâu. Vậy thôi nha, buổi sáng mình làm đoạn video để mình giới thiệu có mấy lô sứ hạt cánh kép cho các bạn. Các bạn nào có nhu cầu cái điện thoại cho mình trên Zalo đó, mình sẽ ship cho các bạn nha. Xin chào tất cả mọi người, xin chào, chúc mọi người một ngày mới sức khỏe, xin chào nha.